Chào các em đến buổi học thứ hai phần tư duy logic ha. Thì hôm trước thầy có gửi cho các em các cái bài tập đề nghị, không biết là chúng ta có giải được không? Giờ chúng ta cùng sửa cái đề hôm trước nha các em. Thì đề hôm trước thì bắt đầu từ câu 52 đó. Câu 52 chúng ta chọn bán nào? Alo, các em có nghe thầy nói không? Các em có nghe rõ cái tiếng nói của thầy không? Rồi vậy là chúng ta đánh cái đáp án vô của cái câu 52 vô khung chat giùm thầy nhé. Xem coi chúng ta giải được. 52C đúng không thầy? Ừ đúng rồi, C. Phải không ạ? Các bạn khác có đồng ý không? Bởi vì theo theo cái cách mà cứ giả thiết của đề bài nó cho đó thì mình thấy là X là cao hơn B đúng không? X là cao hơn B. Y thấp hơn B tức là B nó cao hơn Y. Y thấp hơn B này. Và Y nó cao hơn Q. Như vậy thì nếu như mà mình muốn kết luận S nó cao hơn Y đó thì mình có cách trực tiếp là mình cho S cao hơn Y luôn, hoặc là S nó phải cao hơn B. S nó cao hơn B, không? Hoặc là S nó cao hơn X này. Thì có hai cách là mình phải có là S nó cao hơn X hoặc là S nó cao hơn B. Thì theo tính chất bắc cầu thì mình có thể suy ra được cái S nó cao hơn Y. Không? Thì cho nên là chỗ này mình chọn đáp C. Rồi tiếp theo là cái câu 53. 53 chúng ta chọn đáp án nào chưa ạ? Mươi ba là nó sắp thứ tự, thứ tự được giải từ nhất, từ giải 1 đến giải 5 ha, giải 1 đến 5, và nó cho những cái điều kiện ràng buộc như thế này. Thì N hoặc là Q đạt giải tư đúng không? N hoặc là Q đạt giải tư nè. Rồi R là giải cao hơn M và B không được giải 3. Thì mình phân tích từng trường hợp ha. Từng trường hợp thì ở đây mình thấy là N hoặc Q được giải tư nè. Rồi quy giải tư là thỏa này, không thỏa cái điều kiện thứ nhất nè, nhưng mà cái này là R không đạt giải cao hơn M đúng không, nên là cho nên là chỗ này mình loại cái phương án này nè. Phân tích trường hợp thứ hai câu B thì mình thấy là ở đây là cả N và Q đều không được giải tư hết, cho nên mình cũng loại phương án B luôn. Còn cái chỗ C, câu C này thì rõ ràng là Q đạt giải tư nè, quy giải tư nè, nó thỏa yêu cầu thứ nhất đúng chưa, thỏa yêu cầu này đó. Và R là giải cao hơn M cũng thỏa điều kiện thứ hai, M R cao hơn N nè. Và B không được giải ba, cái này B giải hai không được giải ba, nó thỏa tất cả điều kiện thì mình chọn. Còn chỗ này nó vi phạm điều kiện là B đạt giải ba đúng không, B đạt giải ba, cho nên là câu 53 này mình chọn đoán C đúng không. Rồi câu 54 chúng ta giải ra không ạ? Chúng ta có chọn được đáp án không ạ? 54. Mười ba C. Rồi. Thế 54 thì sao ạ? 54 rồi có ai chọn được đáp án không? 54 là
Nếu quy được giải 5 thì M sẽ giải nào? Nếu quy giải giải 5 thì M sẽ giải nào? Đây, thầy coi không chắc. Tức là chỗ này 54 là mình chọn C nhỉ. Rồi, chúng ta coi thử thực tế nó có như thế không. Tức là M phải giải 3. Thì nếu mà mình xếp cái trục như thế này, giải từ cao đến thấp ha, giải 1 là cao nhất ha. Thì ở đây mình nói Q Q nó được giải 5 nè. Q thì giải 5. Mà giữa Q với N là phải có một một người được giải 4 đó nghe, cho nên là N nó phải buộc ở đây. N phải buộc ở đây. Được chưa? N nó phải giải 4. Thì thấy có hai bạn chọn đáp án C không? Thì N được giải 4. Đó. Nhưng mà cái R này phải giải cao hơn M. Còn cái B này không được giải 3, cho nên là B nó chỉ có thể giải nhất hoặc giải nhì thôi. Đó. Ví dụ như B giải nhì đi. B giải nhì mà thằng R nó phải cao hơn M, cho nên là R phải giải nhất, M giải 3. Đấy, thứ tự như thế này. Còn cái trường hợp còn lại là B nó giải nhất, chẳng hạn như B giải nhất B giải nhất rồi NQ ở đây, N ở đây, Q ở đây. Đúng không? Đấy, thì do B nó không giải 3 thì B giải nhất hoặc giải nhì thôi. Cái trường hợp này là B giải nhì nè, trường hợp này B giải nhất. Nhưng mà R phải trước M nữa, cho nên R ở đây, M ở đây. Chuyện gì thì cả hai trường hợp này M đều giải 3 hết, đúng không? Cho nên là các bạn chọn đáp án C là đúng. Đây có 44 bạn. Một bạn giơ tay là sao? Mình giơ tay là gì đây? Mình có phát biểu gì mình cứ nói đi. Dạ thầy ơi, có bạn nói thầy gì cho bạn vô thầy. Vô chưa? Vô được chưa? Bạn nói bạn vô rồi để con coi lại, con hỏi bạn. Thì danh sách của thầy ở đây là có bạn được 30 39 bạn, 39 bạn kể cả thầy luôn. Vậy thì có 38 bạn vô đó. Rồi, tiếp theo là mình coi cái câu 55 đó các em, 55. Nếu M đạt giải nhì thì cái nếu mà M giải nhì 55A, 55A. Tức là có bạn chọn giải A không? Là đây người ta hỏi nếu mà M được giải nhì thì câu nào sau đây là sai không? N không được giải 3. À, có bạn chọn A là nào cũng dễ bạn 55A. Rồi bạn Nguyễn Phú Quý. Bây giờ mình xem thử coi ha, bạn chọn đúng không? Bây giờ mình phân tích từ từ lại nè. M được giải nhì tức là chỗ này 1 2 2 là M đúng không? Thì do cái R là giải nó phải cao hơn M, cho nên R nó phải nằm đây đúng không? Thì gì thì còn giải 3, giải 4, giải 5. Nhưng mà do thằng B này nó không, thằng B này nó không được giải 3, cho nên là 3B có thể là giải 4 với giải 5. B có thể là giải 4 với giải 5. B được giải, B không được giải 3, cho nên B bắt buộc là phải giải 4 với giải 5. Trường hợp thứ nhất là mình xét trường hợp thứ nhất này, là B nó là giải 4. B giải 4. À, thì cái phân phối nó sẽ như này. B giải 4.
M giải nhì phải không? M giải nhì. Vậy thì còn B giải tư thì có được không ạ? Cái này không được phải không? Không được. Tại sao? Tại vì nếu B giải tư thì cả N với Q này không ai được giải tư hết. Là nó vi phạm cái điều kiện thứ nhất. Cho nên trường hợp này không được. Không được. Trường hợp này không được. Bây giờ mình sẽ phân tích trường hợp thứ hai là B nó giải 5. Vậy thì nó chỉ còn trường hợp là B giải 5 thôi. Thì R nằm đây, M nằm đây. Đấy, còn cái này là vị trí số 3 này chưa biết nè. Vị trí số 4, vị trí số 5 là thằng B. Đấy. Nhưng mà giữa Q với N thì phải có người giải 4 không? Ví dụ như N giải 4 đi thì Q nằm đây. Đấy, thì mình sẽ có được cái trường hợp này. Còn một cái trường hợp nữa là Q nó giải 4. À, N giải 3, N giải 3, Q giải 4. Cái này là N nè. Còn B là chắc chắn nó giải 5 mà. À, M thì giải nhì phải không? R thì giải cao hay M thì R giải nhất. Đấy thì nó có hai cái trường hợp như thế này nha. Trường hợp này là B giải 5. B giải 5. À. Như vậy thì mình coi câu nào sai ha. Thì N không được giải 3 thì trong N không được giải 3. N có thể được giải 3 chứ hả? Ừ. Cho nên bạn chọn cái này. B không được giải 4 là B đúng rồi. Là đúng. Q không được giải nhất này đúng. R không được giải 3 là cũng đúng luôn. Vậy thì còn A. Thì bạn chọn A là chính xác, đúng không? A à, chính xác. Vậy thì câu 55 này bạn chọn A là chính xác và bạn Nguyễn Phú Ý là chọn chính xác. Đúng chưa? Chúng ta có ý kiến gì khác không ạ? Thế thì mình phân tích thì rõ ràng là B nó không được giải 4. Tại vì nếu mà B giải 4 thì cả thằng Q với thằng G thì không có thằng nào được giải 4 hết. Nó vi phạm điều kiện thứ nhất này. Đúng chưa? Vi phạm điều kiện thứ nhất. Còn như vậy thì B nó chỉ có thể giải 5 thôi. B nó chỉ có thể giải 5. Mà B giải 5 thì nó có khả năng là N giải 3, Q giải 4. Hoặc là Q giải 3, N giải 4. Không? Cho nên là ở đây nó để là N không được giải 3, nó khẳng định chắc chắn gì là sai. Tại N có thể được giải 3. Không? Đấy. Thì câu 55 là mình chọn A. Thế là câu 56. Câu 56. Thì bây giờ là nó nói là B mà nó có giải cao hơn N đúng hai vị trí là như thế nào? Chẳng hạn như B là giải nhất đi. B là giải nhất B. Vậy thì cao hơn đúng hai vị trí. Như vậy thì N nó phải giải 3. Không, N nó phải giải 3. Thì B nó cao hơn N đúng hai vị trí là đúng không? N đúng hai. Thì đúng giải 3. Nhưng mà giữa Q và N nó phải có một người là giải 4, cho nên Q ở đây nó phải giải 4. Vậy thì còn hai vị trí là 2 với 5. 2 với 5 mà cái thằng R nó phải R nó phải trước M, cho nên là R nó phải vị trí số 2. Đúng không? Vị trí số 2. Mà R nếu vị trí số 2 thì rõ ràng là N có thể đặt giải nhì. R nó có thể đặt giải nhì. Đấy. Chỗ này không có R cho nên mình loại luôn ha, loại phương án A. Mình cứ xếp vị trí, tại vì B nó cao hơn N đúng hai vị trí, mình cứ xếp B từ một đảo về sau. Chuyện nào mà nó không thỏa nữa thôi. Ví dụ như là trường hợp thứ hai là B nó nằm ở vị trí số 2 nè. Mà nó cao hơn N đúng hai vị trí thì N nó vị trí thứ tư. Vị trí thứ tư. Nha. Và còn vị trí số 5 với số 1. Vậy thì cái trường hợp này thì sao nhỉ? Trường hợp là sao? N là vị trí thứ tư rồi ha. Rồi. Vậy thì bây giờ mình lấy M sắp xếp đi. M nó có thể là vị trí số mấy? M có thể vị trí thứ nhất được không ạ? À, cái này thì không cần phải không? Nhưng cái trường hợp này thì M hay là R nó nằm ở đâu thì B nó cũng vị trí thứ hai rồi.
cho nên có khả năng là B nó cũng ở vị trí số 2 đúng không? Cho nên mình sẽ loại phương án B. Thì B phương án B này thì nó không có B này vị trí số 2, nó nói là bạn nào có thể nhận được vị trí số 2 tức là bạn nào giải nhì đó. Mình thấy là cả hai trường hợp này thì trường hợp thứ nhất là R giải nhì, trường hợp thứ hai là B giải nhì. Còn nếu mà trường hợp B giải ba thì không được đúng không? B giải ba thì N giải năm thì không được, tại vì B nó không thể được giải ba được. Nếu mà đây B giải ba thì nó vi phạm điều kiện thứ 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 ba này, cho nên nó có hai trường hợp này thôi. Còn B mà nó lùi hay sang nữa thì không được, cho nên chỉ có hai cái khả năng này thôi, chỉ có hai khả năng này thôi. Tức là nếu mà B có giải cao hơn N đúng hai vị trí, nó có hai khả năng này thôi, tức là B giải nhì, N giải tư. Còn ba thằng kia thì mình ship như sao cũng được, miễn R lớn hơn M được rồi. R trước M được. Cho nên cái trường hợp này là B có thể được giải nhì. Trường hợp thứ nhất là R có thể giải nhì, cho nên chỗ này mình chọn nó C. Được chưa? Câu 56. Rồi chúng ta xem tiếp coi là từ cái câu 57 đến câu 60. Thì câu 57 đến 60 thôi. À, một nhóm 5 học sinh được xếp thành hàng dọc trước quầy giải khát. Cái này nó giống như trước quầy trà sữa hôm trước không? Thì cái thông tin thứ nhất là MBR là nam và NQ là nữ. M phải đứng trước Q, giống như hôm trước thì thầy nói là đứng trước này đứng ngay trước. Nha, mình phân biệt cái đứng trước với đứng ngay trước, cái này là đứng ngay trước luôn ha. Còn nếu mà đứng trước mà có thể không ngay trước thì nó nói là đứng phía trước. Không, đứng phía trước. Đấy, rồi N đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai, còn học sinh sau cùng là nam. Bây giờ mình sẽ xem coi cái sắp xếp nào sau đây đúng. Thì em nào cho thầy đáp án của cái câu 57 này mà. 57. 57B. Một chọn bạn chọn 57B. Có ai chọn khác không ạ? Ai chọn khác không? À, có nhiều bạn chọn 57B ha. Bạn chọn 57B. Và bây giờ mình thử phân tích hả ha. À, đầu tiên là mình xét thử câu A coi ha. Câu A nè. M đó nó cũng đứng trước Q nhưng mà nó trước mà nó hơi xa chút không? Rồi N nó đứng hơi xa thì không chọn rồi. Còn chỗ này là M đứng ngay trước Q này. Đó. Rồi N vị trí thứ nhất hoặc là vị trí thứ hai thỏa mãn này. Rồi học sinh sau cùng là nam, là R là nam thỏ. À. Còn câu C này thì nó vi phạm cái điều gì? À, mình phân tích thêm thôi chứ thật ra nếu mà tới đây thì mình chọn được phương án B đúng không em? Thì câu C này nó vi phạm điều kiện là N nó không vị trí thứ nhất mà cũng không vị trí thứ hai. À, tại vị trí thứ chỗ này là vị trí thứ nhất, thứ hai là R với M. Còn D vi phạm là cái bạn nữ vị trí cuối cùng. Đấy. Đấy. Cho nên là chỗ câu 57 này là bạn chọn đáp án B là chính xác. Rồi bây giờ mình tiếp tục coi câu 58 ha. 58. À, 58 là nó hỏi cái nào sai là mình chọn đáp án nào ạ? 58. 58 rồi. Em gõ vô khung chat cho thầy. 58 là nếu B vị trí thứ hai thì khẳng định nào sau đây là sai? Đây là 1 2 3 4 5. Thì nếu mà B vị trí thứ hai thì vị trí thứ nhất là dành cho ai các em? Thì lưu ý là N vị trí thứ nhất hoặc thứ hai nè. Thì nếu mà B vị trí thứ hai rồi thì N chắc chắn vị trí thứ nhất. Đúng không? N vị trí thứ nhất. Đấy, N ngay vị trí thứ nhất này. N ngay vị trí thứ nhất. Rồi có bạn chọn 58 là B đó em, chọn 58B ha.
Bây giờ ta xem lại coi. Nếu như mà N B như thế này rồi vậy thì mình còn ba vị trí sắp xếp sao đây? Có ai sắp xếp tiếp theo được chưa hả? MQR M M Q R tại sao mà Q R nhỉ? M trước Q không? Ngay trước Q luôn. M trước Q. Nhưng nếu mà M mà trước Q thì M không thể vị trí cuối cùng được rồi đúng không em? Đấy. Thì nó không thể trước Q được. Mà nếu mà M vị trí thứ hai thì Q nó phải cuối cùng, mà Q cuối cùng là Q là nữ, cho nên nó sẽ không phù hợp với cái điều kiện thứ 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 tư này. Đúng chưa? Đấy. Cho nên bắt buộc là M phải vị trí thứ ba và kế tiếp nó là Q. Vậy thì cách sắp xếp như thế này thì mình sẽ phân tích rồi mình sẽ thấy ngay là cái B đứng ngay trước R là sai. B vị trí số 2, R vị trí số 5. Và cũng căn cứ vào cái sắp xếp hợp lý như ở trên đây thì mình có thể thấy được, mình sẽ loại được các cái phương án ở trong câu 59. Đúng không? Thì 59 là chúng ta chọn cái nào? 59. Thì ở đây mình thấy là vị trí thứ hai, thứ ba, thứ hai, thứ ba đều là nam nè. B là nam đúng không? Nam. Nam. Vậy thì thứ hai, thứ ba này là loại, nó không thể là khác giới tính chỗ này được. Không. Thứ hai, thứ ba đều cùng giới tính. Rồi thứ hai, thứ năm cũng là đều là nam luôn nè. Nam. Không. Đấy, cho nên mình loại phương án này. Rồi thứ ba, thứ tư, cái này là nữ không? Đó. Nam nữ khác biệt rồi nè, thứ ba thứ tư ha, bên nam bên nữ, vậy mình chọn phương án C. Tiếp theo là câu 60. Câu 60 thì nó nói là nếu học sinh đứng thứ tư là nam thì câu nào sau đây là sai? Rồi mình phân tích kìa. Tại vì cuối cùng là nam mà đúng không? Cuối cùng là nam mà. Rồi thứ tư là nam nữa. Vậy thì M nó phải nằm đâu? M cũng là nam nữa thì M có thể thứ tư không ạ? À, chúng ta xem thử. Bạn chọn 60D. 60D. Chọn 60D. Chúng ta lý giải tại sao D ha. Tại sao D? Thì do học sinh cuối cùng là nam rồi. Thấy không? Nam thì hai vị trí này đều là nam hết. Thấy không? Nam. Mà M là nam mà M không thể nào vị trí này được. Tại vì nếu mà M nằm đây thì sao? M không thể nào trước Q được. Tại nếu mà M vị trí thứ tư thì cái Q là nó phải sau M thì nó phải là cuối cùng. Cho nên không được. Dĩ nhiên là M nó không thể nào vị trí thứ năm mà đúng không? Đấy, cho nên là M bắt buộc nó phải từ ba vị trí đảo về trước. Nhưng mà M thì không thể vị trí thứ ba. Bởi vì nếu mà M vị trí thứ ba thì sao ngay đó là nó phải là Q là ngay vị trí thứ tư thì nó sẽ vi phạm với cái điều kiện là thứ tư là nam này. Vậy thì M chỉ có thể là gì đây? Vị trí thứ hai, tức là M nằm đây. Mà M nằm đây thì Q nó nằm ngay sau đây, đúng chưa? Thì còn một bạn nữ nữa chắc chắn là bạn 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 N thì chắc chắn vị trí thứ nhất. Vậy thì hai vị trí này có thể là B và R hoặc là R và B. R và B. B tôi biết hai chữ B, hai chữ R không? Thì có thể là B nằm ở đây và R nằm ở đây. Hoặc là có thể R nằm trước và B nằm làm sao. Như vậy thì mình coi cái nào đúng là R không thể đứng đầu là đúng rồi nè, mình đề này đúng rồi không? Đấy, rồi N không đứng vị trí thứ hai tại vì đây mình thấy N đứng vị trí thứ nhất mà.
Rồi C là M không đứng vị trí thứ ba. Đấy, cũng đúng luôn. Mình giỏi này. Vậy thì còn cái trường hợp này thôi. Thì thấy là cái đề này thì đối với các em thì chúng ta vẫn làm được. Cũng khá. Thì mình sẽ sang cái đề buổi hôm nay. Hôm nay thì như thế này. Buổi hôm nay thì cái này thầy hơi gỡ hơi trễ, do thì coi cái lịch nó nhầm vào bữa ngày mai, gỡ đề mới gỡ đi. Thì trước tiên là chúng ta xem cái câu câu 1. Câu 1 thì trên một tấm bìa cát tông nó ghi bốn mệnh đề như sau. Bốn mệnh đề là mệnh đề một là nó trên tấm bìa này có đúng một đề mệnh đề sai. Mệnh đề hai thì nó nói là trên tấm bìa này có hai mệnh đề sai, có đúng hai mệnh đề sai ha, hai mệnh đề sai. Thì mình phân tích từ từ nè. Nếu mà nó nói một mệnh đề sai thì một 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 sai ba đúng không? Một sai ba đúng. Hai sai hai đúng, cái này là hai sai hai đúng nè, hai sai hai đúng. Còn cái này là ba sai, ba sai, ba sai thì sẽ có một đúng. Còn cái này là bốn, no, ba ba sai không, cái mình đề bốn là nằm đây, bốn bốn mình đề sai luôn, bốn sai, không có mình đề nào nào đúng, hoặc là cả bốn mình đề sai hết ha. Thì ở đây nó hỏi là có bao nhiêu mệnh đề sai thì cái câu này thì chúng ta để đây đi, lát đảo lại để xem coi các bạn có chọn được đáp án nào, hay là các bạn có chọn được đáp án nào chưa. Tức là trên tấm bìa này thực tế là nó sẽ có bao nhiêu mệnh đề sai, bốn mệnh đề như thế này luôn, bốn mệnh đề như thế này luôn. Để mình xem người có bạn chọn, chọn hú họa này được không em? Có ai chọn được đáp án ở chỗ này chưa? Câu A hả thầy? Cả bốn mệnh đề đều sai à? Nếu mà em chọn câu A thì em thấy cả bốn mệnh đề đều sai đúng không? Nếu mà cả bốn đều mệnh đề đều sai thì cái bốn này là đúng rồi đúng không? Thế làm sao có bốn mệnh đề sai được? Không, cho nên mình loại A được. Không phải không ạ? Nếu mà mình chọn câu A đó thì có nghĩa là bốn mệnh đề đều sai. Mà bốn đề sai thì có nghĩa là mệnh đề bốn này nó đúng rồi. Mà đúng thì nó trái với giả thuyết bốn mệnh đề sai. Đúng cho nên không không thể chọn A được. Cái câu D hả? Câu D thì mình phân tích làm sao không? Đó là mình loại A rồi đúng không? Loại A rồi. Nếu D thì nó sẽ có ba mệnh đề sai, một mệnh đề đúng không? Ba mệnh đề sai thì mình đúng. Ba mệnh đề sai, một mệnh đề đúng. Mà nếu mình chọn câu D thì có nghĩa là mệnh đề ba đúng rồi phải không? Nếu mình chọn câu D thì có nghĩa là mệnh đề ba đúng, tại vì nó có ba mệnh đề sai mà. Ba mình đề sai, một mình đề đúng. Mà bây giờ ví dụ như mình đề ba đúng luôn á, thấy không, thì có nghĩa là có ba mình đề sai là đúng, nó hợp lý với cái này đúng không? Mà nếu mà nó có ba mình đề sai thì rõ ràng là hai mình đề có đúng hai mình đề sai này là mình đề sai nữa là nó hợp lý đúng không? Và một 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 hai bốn sai hợp lý đúng chưa? Đấy. Thì ở đây mình sẽ chọn vấn đề.
Rồi cái câu số 2. Câu số 2. Giả sử là trong một cái trường học nào đó thì các cái mệnh đề sau đây đều đúng nè. Tức là có một số học sinh không ngoan. Trong cái trường nào cũng có một số học sinh không ngoan đúng không? Thì cái này là điều đúng này, này đúng. Và mọi đoàn viên đều là ngoan. Đều 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 ngoan, tức là nếu mà ai ngoan cũng được vô đoàn đó, đúng không? Thế thì khẳng định nào sau đây đúng? Khẳng định nào sau đây đúng? Rồi các em xem thử coi. A có đúng không? A có thể chọn được không ạ? Có bạn nào chọn đáp án A không? A. À, câu 1. Câu 1 là có bạn chọn, tức là nếu mà mình chọn A thì có 4 mệnh đề sai đúng không? Có 4 mệnh đề sai. Mà 4 mệnh đề sai có nghĩa là mệnh đề đúng này, mệnh đề 4 này nó đúng. Phải không? Mình đề 4 này nó nói là có đúng 4 mình đề sai mà mình chọn 4 có nghĩa là mình đề 4 này đúng là nó sẽ mâu thuẫn với trường hợp là tại là mình nói 4 tất cả 4 mình đề đều sai hết thì không thể nào có một đề đúng được không? Cho nên nó mâu thuẫn với cái điều này. Còn nếu như mình chọn D thì rõ ràng nó hợp lý cái chỗ là trên trên mệnh đề này có 3 mệnh đề sai thì nó sẽ có một mệnh đề đúng không? Mà mình đã chọn 3 mệnh đề sai thì có nghĩa là mệnh đề 3 đúng rồi thì 3 mệnh đề kia là sai đúng chưa, mệnh đề 1, 2, 4 sai là nó hợp lý đúng chưa, tại vì mình đã nói là 3 mệnh đề sai có 3 mệnh đề sai thì mệnh đề 4 là nó nói 4 mệnh đề sai vậy thì mệnh đề 4 này nó sai rồi mệnh đề 2 này nó nói có đúng 2 mệnh đề sai nó cũng sai luôn và mệnh đề 1 này nó có đúng một mệnh đề sai nó cũng sai luôn. Đấy, cho nên là nếu mà mình chọn D có 3 mệnh đề đề sai thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp là mệnh đề 3 này đúng và 3 mệnh đề kia sai, nó hợp lý chỗ đó. Cho nên mình chọn D. Thế thôi. Còn câu 2 thì phân tích thế này không? Ví dụ như có một cái trường nào đó là chưa có bạn nào vào đoàn hết. À, chưa không có bạn nào vào đoàn hết. Không có bạn nào vào đoàn viên hết thì nó sẽ có nó có hợp lý theo cái hai mệnh đề này không? Tại vì có thể là trường đó nó chưa kết nạp đoàn hết hoặc là nó chưa có phong kia chào đoàn nó chưa kết nạp đoàn hết. Thì mình hiểu đại khái như thế thì nếu mà nó có một số bạn là học sinh là đoàn viên là sai không? Như mệnh đề này sai tại vì nó sai tại vì sao, tại vì là có khả năng là không có bạn nào là đoàn viên, không có bạn học sinh nào là đoàn viên, không? Cho nên mệnh đề A là sai. Còn mệnh đề B thì là sao? Có một số bạn đoàn viên không phải học sinh, không phải học sinh, có một số là bạn đoàn viên không phải học sinh. Thế này trong trường học mà đúng không? Thì tất cả đoàn viên đều là học sinh chứ? Tất cả đoàn viên đều là học sinh đúng không? Thì nó có một số bạn đoàn viên không phải là học sinh thì câu B này sai đúng còn câu C là có một số học sinh không phải đoàn viên thì chắc chắn rồi đúng không, chắc chắn. Cho nên chỗ này mình chọn đáp C nè. Thì mệnh đề này đúng rồi. Còn mệnh đề sai D sai là sao, không có học sinh nào là đoàn viên thì trong trường mình có thể có khả năng là có một số bạn làm đoàn viên mà không.
Được chưa? Câu 2 này thì mình chọn đáp án C thôi, mình lý giải như thế. Bạn nào chưa chưa rõ thì mình xem lại. Đấy, thì hai cái câu này nó hơi lằng nhằng như thế, khi mình chưa chưa có ngắm không. Thì lý dụ như trong một cái trường học thì mình có thể là có phân nửa bạn là được vào đoàn không, một phân nửa chưa được vào đoàn, thì ở đây nó nói không có bạn nào học sinh nào đoàn viên là sai à, mình đề D này sai nè, đúng không? Đó, cái khẳng định D này là sai rồi, khẳng định A này cũng sai luôn. Có thể là trong trường này chưa có bạn nào kết nạp vào đoàn hết, thì nó nói có một số bạn đoàn viên học sinh là đoàn viên là sai. Câu B cũng vậy, không? B B là có trường hợp là một một cái trường đó là nó kết nạp hết tất cả các bạn vào đoàn thì sao? Đâu, không xin lỗi, câu B nó nói một bạn đoàn viên không phải học sinh. Thì là sai cái chỗ là đoàn viên là phải là học sinh mới được. Rồi đó là câu 2 ha. Bây giờ mình sang cái câu 3. À, xin lỗi câu 53. Câu này câu 3. Câu này là câu 51 trong cái đề đó, nên mình thầy đánh là câu 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 1. Để chọn quên. Câu 52, này là 51 52 nha. Bây giờ mình xét tiếp cái câu dựa vào thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 53 đến 56 thôi. 53 56. Bây giờ trước tiên mình xem câu 53 chứ đi. Bây giờ mình đọc một số thông tin liên quan. Thì trong thành phố một cái hệ thống giao thông gồm một tuyến xe điện ngầm và một tuyến xe buýt. Tuyến xe điện ngầm và một tuyến xe buýt. Thì tuyến xe điện ngầm là nó đi từ T đến R đến S đến G đến H đến Y rồi dừng lại mỗi bến, sau đó quay lại và cũng dừng ở các bến đó theo thứ tự ngược lại. Mình có thể sử dụng bút màu mình vẽ cái đường của xe xe điện. Vẽ bút màu mình vẽ cái đường của xe điện thì mình thử vẽ cái đường mấy cái chạm ở trên cái tuyến xe điện này. Xe điện thì xe điện ngầm đi từ T nè, đây là T, rồi nó đến R rồi đến S đó, rồi đến G, rồi đến H, rồi đến đến Y như thế này. Đây là xe điện ngầm phải không? Thế bây giờ mình sẽ vẽ coi cho cái tiếng xe xe buýt đi, tiếng xe buýt. Tiếng xe buýt thì ở đây là xe xe buýt thì nó đi từ R đến W kép không? R nó có rồi, chỗ này R có rồi nè. R rồi đến W kép, W kép nó không có cho có trên cái tuyến đường này, xe điện. Bây giờ mình vẽ cái W kép bên đây đi. W kép. À, rồi nó đến cái điểm là L. Xe buýt là nó đi từ R đến W kép mà nó đến điểm L. L nằm đây. Là rồi nó đến đến G đến điểm, vậy thì xe buýt nó có qua điểm G không, và nó đến điểm F. Đến điểm F, điểm F thì nó không có trên đường xe điện, mình vẽ vẽ F ở ngoài này đi. À, về dừng ở lại lại ở mỗi bến và sau đó quay lại theo thứ tự ngược lại không.
quay lại cũng theo dừng ở bến theo thứ tự ngược lại. Tức là nếu mà nó đi ngược lại thì nó cũng đi từ F đến G rồi đến L đến W. Này là xe buýt ha. Này là xe buýt. Này là xe buýt. Dấu vô. Đấy. Rồi rồi trên mỗi mỗi tuyến, cái điều kiện thứ ba là trên mỗi tuyến thì có những cái xe buýt. Trên mỗi tuyến thì có những xe buýt là xe điện thường và xe điện thường. Loại này dừng ở mỗi bến. Trong giờ cao điểm thì có xe buýt Express mà chỉ dừng ở cái bến R, L và F thôi. Xe buýt mà xe buýt nhanh đó, rồi xe buýt nhanh thì mình nó gọi là xe buýt Express không? Mình dùng cái màu khác đi. Dùng màu vàng. Thì cái xe buýt Express là nó đi từ R đến L đúng màu vàng này nó đi từ R đến L này. Và F. Và F. Tức là nó đi như thế này. Và cũng trở lại cũng dừng ba bến theo thứ tự ngược lại, tức là xe 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 Express. Xe Express này thì nó chỉ đi có ba trạm này thôi. Ba trạm thôi. Được yeah. Chưa? Thì một một hành khách có thể chuyển từ xe buýt xe xe điện. Xe điện là xe điện ngầm á. Xe và hay xe buýt sang tuyến kia và ngược lại, và xe buýt xe điện dừng ở lại bến cùng, tức là nó có thể chuyển từ cái loại xe này sang xe kia nếu mà hai cái xe đó nó cùng dừng ở tại một cái bến. Ví dụ như xe điện ngầm với xe buýt nè, xe buýt này nó có thể thay đổi ở chỗ điểm G này, nhưng mà không thể chuyển từ xe buýt Express sang xe buýt thường ha, xe buýt thường. Và trong thì thành phố thì không có phương tiện giao thông công cộng nào khác, để vậy một số cái điều kiện như thế. Thì câu 53 nó hỏi là để đi bằng phương tiện giao thông công cộng từ cái điểm Y này nè, cái điểm Y này, điểm Y này không, mà đến cái điểm V kép này thì mình sẽ đi như thế nào? Như điểm Y, từ điểm Y đến V kép này mình sẽ đi như thế nào? Thì điểm Y thì mình chỉ có thể đi bằng xe điện thôi, phải không? Đúng không? Điểm Y thì mình chỉ có thể đi bằng xe điện ngầm. Em thấy là cái điểm Y này mình chỉ có thể đi bằng xe điện ngầm. Muốn đến V kép thì chỉ bắt buộc đi xe điện ngầm tới điểm G này. Điểm G này mình phải đổi sang xe buýt thường đúng không? Màu đỏ nè. Mình đi V kép. Cho nên là ở đây là mình sẽ chọn phương án A, tức là mình sẽ đi xe điện ngầm là từ điểm Y đến điểm G và sau đó là chuyển sang xe buýt từ điểm G đến điểm V kép. Thì nếu mà mình chỉ dùng xe điện ngầm thì không được. Mình dùng xe điện không có trạm nào mà nó dừng xe điện ngầm nó dừng tại V kép hết. Cho nên mình không có chọn phương án, không có chọn phương án B. Đúng chưa? Không chọn phương án B. Rồi C thì lên một xe buýt thường thì cũng không được, tại vì từ Y này nó không có chỗ nào để đón xe buýt đi xe buýt thường. Rồi lên xe buýt đi qua L này cũng không được luôn. Cho nên là chỉ có phương án A thôi. Các em theo kịp chứ? Thì tới câu 54 thì nó nói là có một cái vụ cháy. Nếu mà có một cái vụ cháy làm đóng cửa cái đoạn đường điện ngầm ở R. Không, đóng cửa điện ngầm ở R. Nhưng xe điện ngầm vẫn chạy được từ Y đến S. Và xe buýt vẫn dừng ở R. Xe buýt vẫn dừng ở R. Thì một hành khách bất kỳ
không thể đi được phương tiện giao thông công cộng đến điểm nào? Rồi, theo em là không thể đi đến điểm nào? Bạn chọn đáp án nào? Dạ câu D. Rồi, cảm ơn các em, rất chính xác. Câu D ha. Câu D, câu D là đúng đáp án rồi. Đấy, thì do nó cái trạm điện ngầm nó đóng cửa ở R này, thì cái xe buýt nó chỉ đi đến R nó dừng thôi, do nó đóng cửa cái trạm xe điện ngầm cho nên mình không có được cách nào mình đi từ R đến T hết, đúng không? Đấy, Y đến S là vẫn đi bình thường không? Đấy, thì là vậy, câu 54 là mình chọn phương án D. Bây giờ mình coi câu 55 coi. Bây giờ nó nói là chỉ sử dụng xe buýt thì hành khách không để là thi đi bằng phương tiện giao thông công cộng từ từ đâu đến đâu, chỉ sử dụng xe buýt. Bây giờ mình phân tích từ từ coi, từ F đến V kép đi được không? Từ F mà đến V kép là mình có thể đi theo tuyến đường màu đỏ nè, được không? Vậy cái này được đúng không? Cái này được. Rồi từ G đến R thì được không? Thì G đến R mình vẫn đi theo tuyến đường màu đỏ này được không các em? Được không? Cái này được. Rồi từ L đến H. L là chỗ này nha. Đến H. Rõ ràng là từ L đến G thì đi được không? Nhưng mà đến H thì nó phải đi xe điện ngầm. Mà đề bài nó không cho là chỉ sử dụng xe buýt thôi. Mà không cho sử dụng phương tiện khác, cho nên là mình không đi đến H. Để muốn đi điểm H này phải có một cái đoạn là phải đi bằng xe điện ngầm đúng không? Đấy, cho nên là không thể đi từ L đến H được. Đấy, mình chọn phương án C. Thầy phân tích như vậy thì khỏi viết ra nha. Viết ra. Thì tương tự như vậy thì câu 56 là chúng ta có thể chọn được phương án nào đây? Các em xem giùm thầy coi. Rồi, chúng ta coi câu 56 ha. Để di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng từ S đến Y, từ S đến Y thì hành khách phải đi qua các bến nào sau đây? Từ S ở S nè, thấy không? S là chỗ này, đến Y thì mình đi bằng phương tiện gì kia? Từ S đến Y thì nó chỉ có trạm xe điện ngầm thôi đúng không? Trạm xe điện ngầm thôi. Cho nên là đi từ S đến Y thì nó chỉ đi bằng xe điện ngầm, và đi bằng xe điện ngầm thì nó sẽ chỉ đi qua điểm G và điểm H thôi. Đúng không? Điểm G và H. Ở đây là mình có chọn một anh. Đó, thì đối với cái câu từ 53 đến 56 thì mình sẽ làm như thế, và em sẽ dùng cái viết màu đó, em đánh dấu lên cái tờ giấy của mình, tờ giấy nháp của mình đó, viết màu, đánh dấu cái gì nháp để mình phân biệt cái tiếng. Rồi chúng ta sẽ sang các cái câu tiếp theo là từ 57 đến 60 trong cái đề. Lát nữa thì cuối giờ này thì sẽ gỡ cho em thêm một cái đề nữa để mà buổi học sau mình sẽ nghiên cứu. Giờ thì trước Tết thầy cũng hơi bận chứ, ăn chấm bài cho sinh viên. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc cái thông tin từ của các cái câu dẫn từ cái câu 57 đến 60 của 4 câu. Thì chúng ta thử đọc thông tin. Hai nam ca sĩ là tên là B và S ha. Hai nam ca sĩ B và S.
rồi hai nữ ca sĩ R và V, rồi hai danh hài nam là T và V kép, rồi hai danh hài nữ là Q và U, là 8 nghệ sĩ biểu diễn tại một nhà hát vào một buổi tối. Mỗi một cái nghệ sĩ á, biểu diễn một mình và đúng một lần trong buổi tối đó thôi, đúng chưa? Đây là cái điều kiện thứ hai. Mình lưu ý là nó có hai ca sĩ nam không, rồi hai ca sĩ nữ, rồi hai danh hài nam, hai danh hài nữ. Tức là chúng ta có đủ là bốn hài, bốn bốn nhạc đó, bốn hài bốn nhạc, rồi bốn nam bốn nữ, có đủ hết. Và mỗi người thì biểu diễn một tiết mục và đúng một lần thôi, và các nghệ sĩ đó biểu diễn theo một cái thứ tự và nó thỏa mãn cái yêu cầu như sau. Thì các cái ca sĩ và danh hài phải biểu diễn xen kẽ nhau trong suốt buổi biểu diễn, tức là mình phải có tiết mục một tiết mục ca 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 nhạc, thì sau đó là phải tiết mục hài đúng không, rồi sau đó phải tiết mục ca nhạc và hài xen kẽ như thế. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là biểu diễn đầu tiên phải là một nữ nghệ sĩ. Nữ nghệ sĩ này thì có thể là nữ ca sĩ hoặc là nữ nữ hài đúng không. Và người thứ hai phải là một nam nghệ sĩ, thì nam nghệ sĩ này có thể là nam ca sĩ hoặc là nam nam hài, nam danh hài đó. Thì cái điều kiện thứ hai là như thế. Còn cái điều kiện thứ ba là gì? Điều kiện thứ ba, người diễn cuối cùng phải là nam ca sĩ. Đấy. Rồi, các em đọc thông tin chưa? Đọc thông tin chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thử làm thử câu 57 coi. Rồi. Câu 57 này nói nghệ sĩ nào sau đây có thể là người biểu diễn cuối cùng? Câu A là R, mà em thấy R ở đây là gì? R đây là R là hai ca sĩ nữ đúng không? Hai ca sĩ nữ, R là một trong hai ca sĩ nữ. Mà nữ thì không thể cuối cùng được, người diễn cuối cùng là nam mà đúng không? Cho nên mình loại câu A. Đúng chưa? Loại câu A. Ở đây là mình loại câu A nè. Loại câu A. Rồi, câu B là S. S có phải là biểu diễn cuối cùng không? Mình giờ coi đây là S là ca sĩ nam, đúng không? Là ca sĩ nam. S đây là một trong hai ca sĩ nam nè. Thì có thể biểu diễn cuối cùng ha, pha hai loại. Còn C là gì? Đáp án C là, phương án C là T. T là nam danh hài, cũng có thể biểu diễn cuối cùng được, đúng không? Còn V là ca sĩ nữ, đúng không? Một trong hai ca sĩ nữ, cho nên mình loại loại phương án D luôn. Okay. Tại vì thì cuối cùng phải là nam. Ủa, nam ca sĩ mà. Nam ca sĩ. Cuối cùng phải là nam ca sĩ. Người biểu diễn cuối cùng phải là nam, một nam ca sĩ. Đúng không? Rồi cái này là V là nữ ca sĩ thì không đúng. Vậy thì biểu diễn cuối cùng là S hay là T? Ở đây nó nói là 10 buổi diễn cuối cùng là nam ca sĩ không? Mà T là nam hài, T là nam danh hài, cho nên là mình loại C luôn. Vậy thì chỗ này là phương án B không? Hợp lý không em? Hợp lý không? Chúng ta có ý kiến gì chỗ này không ạ? Lấy cái này nữa. Rồi các bạn chọn đánh máy vô là B, 57B đúng không? Và bạn Chí Bảo thì trả lời là thẳng là tên là S luôn, bác sĩ S. Thì em thấy là từ cái chỗ này nè, người biểu diễn cuối cùng phải là nam ca sĩ, như vậy thì tiết mục ca nhạc đó. Em lưu ý ha, thì ca nhạc nó phải là ở tiết mục chẵn, nó phải là chẵn. Còn tấu hài là nó phải ở vị trí lẻ, tấu hài là ở vị trí lẻ.
Rồi, vậy thì bạn chọn S là đúng rồi nha. Rồi bây giờ mình sang câu 58 coi. Câu 58. À, nếu B biểu diễn ở vị trí thứ 8 thì ai biểu diễn vị trí thứ 2? Nên chọn đáp án nào. B là nam ca sĩ ở vị trí thứ 8. Không. Thì ai biểu diễn vị trí thứ 2? À, chúng ta chọn đáp án nào, câu 58. 58B luôn à? Chính xác. Không? Thì mình phân tích coi tại sao là 58B ha. Thì theo cái lưu ý của thầy trên đây là cái tiết mục chẵn á là phải là ca hát, tiết mục lẻ là tấu hài. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà ở đây là nó nói là B là biểu diễn ở vị trí thứ 8, tức là có một ca sĩ nam đã biểu diễn ở vị trí thứ 8 rồi, là B. Không? Còn vị trí thứ nhất là nó là vị trí lẻ đúng không? Nó phải là hài. Để tiết mục thứ nhất. Tiết mục thì mình xếp một nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Mình xếp thử như thế này ha. Thì bây giờ là vị trí thứ nhất nó là phải là người biểu diễn đầu tiên là nữ, nữ mà là phải là hài nữa không, nữ mà biểu diễn hài nữa thì chỉ có U với Q nó nằm ở chỗ này thôi. Vị trí thứ hai thì phải là nam, phải nam nghệ sĩ không, mà nam nghệ sĩ mà lại phải ca hát thì không thể nào là T và V kép thôi, chỉ còn là S thôi. Đấy, vậy thì chỗ này nếu mà chỗ này là B, chỗ này là B thì chỗ này là S. Đấy, thì bạn chọn S là chính xác. Và cái câu tiếp theo là câu 59. Câu 59 thì nếu R biểu diễn ở vị trí thứ tư, R biểu diễn vị trí thứ tư thì nghệ sĩ nào sau đây biểu diễn ở vị trí thứ thứ sáu? R biểu diễn vị trí thứ tư ha. R là ai nhá? R là ca sĩ nữ không? Một trong hai ca sĩ nữ. Đấy, mình vẽ cái trục này ra. Đây là R. R đây. Thì vị trí thứ sáu này là cái gì? Thứ sáu này. Nếu R vị trí thứ tư thì lưu ý là R đây là R là một trong hai nữ ca sĩ không? Đấy, thì vị trí thứ tư là vị trí lúc nãy mình nói vị trí chẵn là vị trí ca nhạc. Vị trí 6 này cũng ca nhạc nè. Thì chúng ta xem coi. Bây giờ cái câu này là câu 59 thì mình vẽ cái trục này, câu 59 thì cho nó dễ, dễ thấy. Đây là một. Đây là R vị trí thứ tư thì ở vị trí thứ sáu này là ai? À, câu 59. Bạn lưu ý R ở đây là ai đây? R là một trong hai nữ ca sĩ. Đấy không? Đây là tiết mục ca nhạc này. Vì là tiết mục số 5 này là tấu hài không? Đây, tiếp tục ca nhạc. Sáu là tiếp tục ca nhạc đó. Vậy thì thứ sáu là ai? Thứ sáu là hai nữ ca sĩ là có R với V không? Vị trí thứ sáu có phải là V không?
Để thầy coi cái đáp án của bạn, có bạn 59 D là V. Đâu V nhỉ? À, mình phân tích là cái vị trí số 6 này đó là nó phải là ca nhạc đúng không? Đấy, thì vị trí thứ nhất này là tấu hài nè, vị trí thứ hai là ca nhạc nhưng mà phải nam. Mà nam á, vị trí thứ hai này đó là nam, mà nam thì nó chỉ có B và S thôi. Đấy không? B và S rồi vị trí thứ hai. B và S. Rồi. Nếu B và S là vị trí thứ hai thì lúc này là tại sao bắt buộc phải là V chứ? Phân tích từ từ ha. À, B rồi đây là S. Rồi U. U thì không được, U là danh hài nữ mà danh hài thì không thể là vị trí chẵn này được, U không được. Vì loại đáp án C. Tại sao phải loại B và S luôn? À, bạn nào cho thầy ý kiến là tại sao phải em không không chọn B S rồi? Dạ, à, thầy, tại vì vị trí cuối thứ 8 là phải là nam, ca sĩ nam nên là em cho S vô, mà ở vị trí thứ hai cũng là một ca sĩ nam nên là em cho B, nên là S với B không còn nữa nên là chỉ còn V thôi. Ờ à, đúng rồi. Thì vị trí cuối là phải là nam ca sĩ. Không, nam ca sĩ thì chỉ có S và B, nếu mà cuối vị trí cuối này là nam ca sĩ rồi đúng không? Thì S với B là một người được chọn, mà vị trí thứ hai cũng phải là nam ca sĩ nữa. Cho nên là S với B là hai người, là một người ở vị trí thứ hai, một người vị trí số 8. Còn cái vị trí số 6 này là phải nữ ca sĩ mới được. Không? Mà nữ ca sĩ thì R nó đã vị trí thứ tư rồi, cho nên nữ ca sĩ còn lại là V, nó phải là vị trí số 6. Chính xác. Lập luận rất chính xác em. À. Rồi cảm ơn em. À, thầy học không biết tên luôn. Tại vì bạn nói rồi thầy quên chuyển qua không biết tên. Em tên gì? Dạ em tên Như Ngọc. Rồi, Như Ngọc. Rồi thầy cảm ơn Như Ngọc. Rồi bây giờ cái câu 60 nha. Câu 60 ha. Câu 60. Thì nếu T mà biểu diễn vị trí thứ 3 thì V kép biểu diễn ở vị trí thứ mấy? 1 2 3. 3 là vị trí tấu hài đúng không? Mà T là biểu diễn vị trí thứ 3 rồi. T là danh hài nam. Đúng không? Danh hài nam. Như vậy thì danh hài nữ là vị trí thứ nhất rồi nè. Cái này là danh hài nữ. À, danh hài nữ là vị trí thứ nhất rồi. Vị trí thứ ba là danh hài nam là T. À, V kép cũng là một danh hài nam ở trong đây. Không? V kép là cũng một danh hài nam. À, cái này là 4, 5. 5 là tiết mục hài phải không? 6. 7 8. Cái này cũng là hài nè. Như vậy thì danh hài nữ là chắc chắn là ở đây rồi, thì về không thể nào V kép ở đây được, đúng không? Vậy thì chỉ còn hai cái vị trí là 5 và 7 thôi. 5 và 7 là của bạn V kép này. Nếu bạn V kép này biểu diễn 5 thì cái bạn nữ danh hài còn lại biểu diễn vị trí thứ 7 đúng không? Còn nếu mà V kép này biểu diễn ở vị trí thứ 7 thì vị trí thứ 5 là của bạn nữ ha, danh hài còn lại. Vậy thì rõ ràng là nếu như bạn T biểu diễn ở vị trí thứ 3 thì V kép này cũng là danh hài nam nha, danh hài nam. Thì nó sẽ biểu diễn ở vị trí thứ 5 và thứ 7, cho nên chỗ này mình chọn phương án D. Phương án D. Rồi bữa nay thầy chọn là có bao nhiêu câu đó thì mình giải tới đây. Để chúng ta tạm dừng chút rồi thầy sẽ chiếu cái đề mới lên cho các em.
Thì chắc là mỗi sau này mỗi buổi chắc là thầy phải soạn khoảng 20 câu hoặc 15 câu, 15 câu. 15 câu là bữa nay mình học hơn tiếng, chắc phải 20 câu, nếu mà mình học tiếng rưỡi thì phải 20 câu. Để thầy xem coi. Thì thôi bây giờ tạm thời là mình ngừng tại đây đi em, rồi thầy sẽ gửi cái đề lên Facebook, cái nhóm Facebook cho chúng ta ha. Rồi buổi sau mình giải tiếp. Vậy hay các em.